Hai thì xin chào các bạn đã trở lại với kênh Chí Miền Tây các bạn ơi. Thì video hôm nay Chí sẽ giới thiệu với các bạn đó chính là mít không hạt ha. Thì cũng nhiều bạn hỏi mình mít không hạt ăn cái hương vị như thế nào và trái mít nó chín sẽ như thế nào các bạn. Thì bây giờ bữa nay thì bên vườn mình ba cũng mới thấy có phát hiện một trái mít nó rụng các bạn, cũng chín nó rụng rồi. Thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan vòng vòng vườn mình. Bên đây thì những cái chanh nè các bạn, với bưởi. Thì mình sẽ đi thăm ban vườn trước rồi mình sẽ qua để gọt trái mít ra mình ăn á các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi các bạn ơi. Đây bên đây thì là những cái bưởi da xanh các bạn. Bưởi da xanh bên đây ba mình mới vừa trồng. Bên kia thì vừa video trước mình quay á thì vừa bây giờ đã đốn bỏ hết các bạn. Để bắt đầu trồng là vừa lớn ha. Bên đây thì vừa này trồng cũng lâu năm rồi. Bạn thấy không, cũng được tầm 4 năm rồi các bạn. Thì giờ mình sẽ đi vòng ở bên clip bển á. Các bạn thấy là bên bển có mấy cái mít không hạt các bạn. Có mấy cái cây bển ba trồng cũng được 4 cây. Giờ mình sẽ đi vào bển mình xem để coi cái mít nó mềm rồi nó như thế nào các bạn. Các bạn ơi, thì bây giờ mình đã đi vô tới ngay chỗ vườn này thì cũng có trồng bưởi sen với mít các bạn. Đây bên đây có mấy trái bưởi cũng chín nè các bạn. Đây bạn xem này ha, đây ba cũng vô bao túi nè đó các bạn. Bên đó thì cũng bưởi cũng nhiều lắm. Bưởi năm nay thì giá cũng hiện tại là giá sỉ, giá ở mặt hàng cho mua thì cũng được 45 các bạn, 45.000 một ký ha. Nhưng mà Tết thì không biết giá nó có lên hay không. Đó, bây giờ mình tới chỗ mấy cây mít này các bạn. Đây. Này ba chồng ba cũng không có chăm sóc nhiều các bạn. Mấy tháng này nó khô hạn thì mấy cái trái cũng hơi ụt các bạn. Không có được đẹp không. Nè. Bây giờ mình bông nè. Của những cái mít không hạt các bạn. Đó này thì bông của này ha, nó sẽ ra trái. Đó. Khi mà nó chín thì cái ra nó sẽ nở rất là bự các bạn. Cái này thì ra nó chưa có bung hung ha. Đó các bạn, thì một hồi mình sẽ qua cho các bạn xem cái mít chín nó sẽ như thế nào. Bên đây đâu, mẹ ba nó đâu bình định bên đây. Đây. Đây các bạn. Đây trái các bạn thấy cũng nhiều lắm nè ha. Phía trên nè các bạn dòm nè. Đó nó cũng rất là cao nằm trên đó các bạn. Đây. Đây phía dưới trái này mình này ba nãy ba chỉ nó bị rụng dưới đây nè các bạn. Đây các bạn xem nè ha. Đó, nó rớt trong phía này. Đây nè cái mít nè các bạn. Đây được mấy trái này các bạn thấy ha. Đó. Mình sẽ lấy cái mít này ra để mình gọt cho bạn xem. Đây nó rụng nó thúi ở phía bên này nè, các bạn dòm thấy nè. Đây mình chỉ các bạn phân biệt nè ha, khi cái trái mít nó chín nè các bạn, nè bạn dòm mà có cái phần gai nè nó sẽ bung rất là đều ha. Nè các bạn dòm kỹ nè ha, các bạn thấy ở đây nè nó bung rất là đều cái gai đó, là như vậy là nó đã chín hả các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ gọt ra, gọt phía bên này đi ha, gọt ngang đi để cho các bạn xem coi trái mít nó sẽ như thế nào ha. Cái dao nãy vô trong vườn thì nó cũng hơi nhỏ quá. Đây, mình gọt cho bạn xem. Cái giá mít hiện tại ngoài vườn cũng chỉ có mấy chục thôi nha các bạn, chứ không phải là như 100 mấy ngàn như là những người khác nói nha. Hiện tại mình bán ở vườn là chỉ có mấy chục thôi, cái dao nó hơi nhỏ các bạn. Khi cắt ra thì nó cũng không được sâu cho tới trong. Trời, không tới luôn, quá trời nhỏ. Đây các bạn dòm thấy nè, nó vẫn có hạt các bạn, hạt này thì hạt lép rồi ha, nó không ít hạt lép gì nè. Đây, các bạn xem nè, những cái hạt này thì mình cũng không sao, mình ăn có thể được luôn, là những cái sơ này nó dính liền nè. Đây, các bạn dòm xem nè. Đó thì bây giờ mình sẽ gọt một miếng nhỏ. Đây đó các bạn ha, mình chỉ bỏ cái phần nó như mấy cái này thì mình ấy
Mình có thể lột ra kiến luôn nè các bạn thấy không? Đó thì giờ mình sẽ ăn thử cho bạn xem. Đó bạn nhìn thấy nè. Nó rất là đẹp đó các bạn. Cái sơ nó là nó bung ra hết trơn nè. Chứ các bạn ấy nó cái sơ ăn không được, chỉ cái sơ là mình thấy không? Bình thường. Mình ăn á. Cái hàu nó ngọt các bạn. Nó rất là ngọt thanh á. Và giờ bạn ấy ăn nó đâu có ngọt. Nó đâu có hậu gì đâu. Nhưng mà mình thấy á, để cảm giác nó ngọt rất là thanh và rất là lâu ha. Đó, nếu mà các bạn không tin các bạn có thể mua một cái ăn thử để biết được cái hương vị như thế nào. Thì nếu mà các bạn lựa là nó chín á, thường thì mình ăn á, mình sẽ ăn chín hơi dừa thôi. Còn chín quá thì cái mít nó sẽ rất là mềm á các bạn. Mình ăn nó sẽ không có cái hậu, không có cái độ giòn miếng mít. Các bạn dầm thấy nè. Đó, mình chỉ bỏ cái lớp vỏ thôi. Đây mình gọt cho một miếng nha các bạn xem nè ha. Đó. Các bạn dầm thấy nè. Đó rất là đẹp. Đây miếng mít nè các bạn dầm thấy nè ha. Đó. Trái này thì nó rụng cũng rớt xuống tự nhiên các bạn. Nên nó có phần dưới thì nó hơi thối ha. Cái phần trên thì mình vẫn ăn bình thường. Đây thì một hồi mình sẽ có để cái thông tin ở dưới, hoặc là cái số điện thoại đó thì các bạn có thể là comment hoặc là nhắn vào Zalo mình tiếp số điện thoại của mình ha. Thì số của mình là 0367 404246 các bạn. Các bạn thể nhắn trực tiếp cho mình để có muốn đặt hàng là mua thì có thể inbox trực tiếp qua, mình sẽ gửi trực tiếp cho các bạn ha. Đó. Các bạn ơi. Thì vườn nhà mình trồng cũng ít các bạn. Thường là vườn ở ngoài nhà nội á, nhà nội thì trồng rất là nhiều ha. Hiện tại là trồng được mười mấy công rồi. Quá ngon. Đó, nào. Bạn dòm thấy nè ha, đó cái miếng mít nè, quá trời đẹp. Bên đây thì cũng có cái cây khi bạn trồng á, thì các bạn khi mà các bạn có mua cây giống bên mình thì mình có bán nha các bạn. Cây giống thì các bạn có thể nhắn tin cho mình trực tiếp, mình cũng có ship cây giống đi ngoài Hà Nội rồi cũng nhiều lắm các bạn. Đó thì một cái cây này khi mình trồng lớn á thì tầm có 3 năm các bạn. 3 năm thì mình trồng khi nó lớn thì mình khi mà những cái trái nè thì mình giữ tầm cả 10 trái nha các bạn. Thì 10 hoặc là 9-10 trái thôi. Tại những cái trái này nó bự á, khi các bạn trồng nó bự quá nó sẽ rút, những cái kia nó sẽ không phát triển được ha. Nên mình phải trồng mình chia với nhau. Đó thì mình sẽ cắt những trái bự trước ha các bạn. Rồi thôi bây giờ đến đây thì Chí cũng xin kết thúc video. Và hẹn các bạn ở cái video clip sau ha. Các bạn có thấy hay thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho mình và chia sẻ video cho mình để nhiều bạn biết đến các bạn. Và các bạn có thể nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại của mình là 0367 404246 các bạn. Rồi thôi bây giờ mình sẽ đi mất video và hẹn các bạn ở cái video sau nha. Và chúc các bạn cũng đang quay gần tới Tết, tại một năm mới nhiều sức khỏe ha, và làm ăn cũng được thành đạt. Rồi bây giờ mình chào các bạn, hẹn các bạn ở video clip sau nha. Tạm biệt các bạn.